Titanic và nỗi đau đầu tiên tại Running Man. Trời ơi, sát sát lên xíu em, nhiêu nhiêu luôn. Ừ, nắm lỏng đi, nắm nắm lỏng đi. Ba đi hết trò chơi rồi. Ủa Vinh hả? Em đây. Ba đi không có trò chơi. Sao hả? Đứng qua bên kia nha, bên kia nha. Nhảy hả? Khó lắm. Khó lắm không được đâu. Khó lắm. Khó lắm không được đâu. Rất khó. Wow. Vượt qua trò chơi, vượt qua trò chơi. Carrick loại, Carrick loại. Ê khoan khoan khoan, đừng đi đừng đi. Cái trò. Ê khoan khoan đừng đi đừng đi, đừng có đi. Đi làm gì, hai đội yếu mà đi làm gì? Thôi không xé nha. Tụi em có làm sao mà xé được hai anh? Bây giờ mình hợp tác đi chứ. Nhưng mà việc Carrick rồi. Mình đã không nghe hả? Không, Vinh giết Carrick. Không, Vinh giết Carrick. Ủa tại sao Vinh lại giết Carrick? Được quyền giết lấy ngọc. Trong cái chỗ thử thách của Vinh với Carrick là nó có đá. À, phải giành ngọc đúng, đúng rồi. Không phải chỗ game, không phải chỗ game nào nó cũng có cái luật đó. Mỗi cái nhiệm vụ nó có một luật khác nhau. Ủa trời ơi, chơi phản bội ngay từ đầu vậy luôn hả? Quá vậy. Thôi anh không giỡn thôi, chị em không có ăn miếng gì. Không sao, lát lát khi mà vô khóa đó thì trên khóa bên kia, hiểu không? Mình trả thù lại, hiểu không? Được rồi. Đây em ăn, anh okay, Đúc okay, em ăn phải không? Ok, đứng ngang cho dễ nè. Ăn hết rồi? Phải ăn hết phải không ạ? Ok. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Ok. Okay, nhớ nha, không bao giờ chủ quan, không bao giờ đưa lên cho bất kỳ ai. Ok. Cậu bé, ta có tay đâu. Thôi không thể, không thể, không thể. Chúng ta là cùng là hơi mệt quá. Rồi, thôi nắm tay nhau đi, nắm tay trên đường đi nha. Nắm tay nhau trên đường đi để đợi. Nắm tay nhau trên đường. Chúng ta không thể, không thể. Đi đặng. Nhưng mà Carrick được quyền đè mình đó nha. Nhưng mà mình phải nói chuyện với Carrick được. Nhưng mà Carrick nó quê rồi. Tôi biết nó quê rồi, tự nhiên xé nó quê rồi. Mình sẽ nói chuyện được với Carrick, tại vì Carrick bị xé. Kệ, okay, nói chuyện nó tới rồi kìa. Tự nhiên mảo đen, tự nhiên mảo đen, chi cái nhìn y chang như táp. Giống camera quá vậy. Jun ơi, Ngọc ơi. Chạy lẹ lên. Bắt lại. Bắt Giang lại. Jun, liên minh Jun. Jun ơi, liên minh Jun, bắt Giang lại. Tụi anh bị phản bội. Go. Tôi rớt đôi dài rồi. Rớt đôi dài rồi. Thì ra là họ. Thì ra là họ. Đôi dài của tôi. Bắt lại luôn. Ê. Phản bội, bắt đi. Em bên kia. Trời ơi. Bác ơi, tôi giết anh kìa Phát. Ủa, là đội nào được xé? Được xé anh Vinh đang mọi người vừa tới kìa. Giúp đỡ đi. Bây giờ mình phải hợp tác với anh Vinh. Bảo vệ, ý là anh nhìn sau lưng em, anh nhìn sau lưng anh.
Hiểu không? Mình phải hợp tác với Vinh, Vinh rất mạnh. Ngọc, anh Giang lừa tụi anh, xé riết rồi. Vậy mà anh Giang cũng lại lừa tụi em, xé chuột luôn. Ông Giang, ông xé. Vinh bị chết rồi. Anh xé được đúng không? Anh chết rồi, anh không xé được mọi người. Vậy mà dám nói anh Vinh xé. Ông Giang, ông lừa tôi, đừng tin ông Giang. Bởi vậy em mới nói làm sao trong nhiệm vụ mà có viên đá. Ờ, ông nói là nhiệm vụ. Vậy thì bây giờ bên kia liên minh. Thì thôi đây liên minh đi. Anh không có xé được mọi người đâu. Anh mất quyền rồi. Ok. Anh tin em nha. Rồi tin không? Em không thể nào mà giết anh được á, anh biết rồi mà. Cũng được, ok anh tin. Anh nghe, để nha. Rồi, bây giờ mình phải xé bác. Bây giờ là mình sẽ đấu với nhau sau khi mình diện hai đội xong. Ok không? Ok. Trời ơi, đó xạo lắm. Còn đây là Karik và nỗi đau thứ hai tại Đắp Việt. Karik, đây là đầu tiên em gặp Lee Win và em không ngờ là bạn có thể đặt được những cái bố cục bài rất là đặc biệt và mình không thể nào mình lường trước được. Cái hook của bạn rất là catchy về thời thượng. Một cái hay nữa em phải ghi nhận đó là cái tên bài là Còn Thở Còn Gỡ, nó rất là thú vị nhưng cái thông điệp của nó mang lại cho mọi người rất hay. Em cảm thấy là bạn đặt rất là nhiều tâm huyết vào bài hát này và từ đầu em cũng đã nói là em có thể được chọn bạn trước khi bạn hát không. Dù anh không có nhiều đồ chơi như Thiện Âm Mưu. Đồ chơi phải là nhiều Huawei anh ạ. Về đồ chơi chứ không phải là đồ chơi như anh Bin. Nhưng mà anh có cái tâm. Bây giờ em có hết mọi thứ rồi, em chỉ cần một người dẫn dắt có tâm thì em sẽ đi đến được cái điểm em muốn. Ok. Giây phút này ngoài người ta cần một người có tâm ra, người ta còn cần một người có tầm nữa. Ủa, à quên, cũng có tầm mà. Ừ thì đó, phải nhắc em nhớ điều đó. Tôi nghĩ là hai vị giám khảo sẽ dắt Lee Win đi một vòng thử. Không nói, nhưng qua ánh mắt và qua những cái biểu hiện về cảm xúc, hai bạn thử đoán xem là bạn ấy có cái tình cảm đặc biệt riêng với vị huấn luyện viên nào. Xin mời. Mắt Thiện hơi hí. Hơi hí à. Em nó nhìn vào mắt chứ không nhìn vào tóc đâu, không phải vuốt. Cứ chậm, cứ chậm, cứ chậm. Rồi, đi sang bên này. Ha ha. Nên về đi với đội của anh. Về anh đàn em hát. Rồi. Em không thấy được mắt anh Quỳnh. À, em bảo bỏ kính ra. Chân thành lên. Ai ốp đi mà. Những giai đoạn này không nên cười. Đáng sợ rồi, đáng sợ rồi, đáng sợ rồi. Lên 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 lên. Thưa quý vị, hai bên gia đình chúng tôi đã đi một vòng, chúng tôi đã có những ánh mắt trao duyên cho nhau, chúng tôi cũng đã thấy là có một cái quyết định nho nhỏ. Hãy cùng chờ đợi quyết định của giám khảo dành cho Lee Win sẽ về với huấn luyện viên nào. Quý vị và các bạn đã trở lại với Rap Việt. Thưa quý vị, thí sinh Lee Win vừa rồi có một vòng quan sát bằng mắt và bây giờ quyết định thuộc về hai vị giám khảo. Xin mời. Vâng, và quan viên hai họ chúng tôi sau một thời gian tìm hiểu thì cũng đã nhận ra được là con đường nào là thuộc về nhau. Đúng vậy, phận trai 12 bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục. Hãy chọn đúng dòng sông, đừng để dòng sông đó quá nhiều bèo. Để tôi sẽ cho mọi người thêm một cái sự phỏng đoán nữa bằng cách hỏi Lee Win về chữ cái nằm trong cái tên của người huấn luyện viên đấy. Ok, trò chơi đuổi hình bắt chữ bắt đầu. Chữ A. Có chữ A. Karik Ramastik. Đan Lê thì cũng là chữ A. À, còn Đan Lê. Trời, huấn luyện viên gì nhiều tên quá, bây giờ rối loạn. Chữ Y ngắn.
có yên ăn ít à caric bin ờ rheumatic y có yên ăn luôn qua quy y không có y vẫn chưa biết là ai luôn à? chưa bây giờ phải là nói tên rap name hay là tên thật? Tên rap name mà. Ồ, như vậy là hiện nay chỉ còn caric và rheumatic là có trong danh sách thôi. Bây giờ mà có thêm chữ K hay chữ H là biết ai liền. À, dạ đó là chữ K. Bố. Chữ K. Bố. Và đó là Caric. Khoan mọi người. Ủa sao vậy? Anh biết là em chờ đợi rất là lâu. Đúng rồi. Anh biết em chờ đợi từ đầu chương trình đến giờ. Nhưng em quên rằng Wow. Lá bài đang cầm trên tay của huấn luyện viên R vẫn còn một nón vàng chưa sử dụng thưa quý vị. Quyết định dù thấy kết quả ngay trước mặt để rồi buông tay nhau đau đến cạn cả nước mắt chuyện tình mình thật nhẹ nhàng đúng người sai thời để kết quả đau đớn đến tột cùng. Chết ở trong lòng nhiều phết rồi. Làm người đừng làm thế. Làm mà thôi. À ha, đúng rồi, em còn nợ anh một ân tình. Là Rheumatic muốn xin năn nỉ cho Rap về với đội của Rheumatic. Đây sẽ là lần đầu tiên mình vote cho Rap về với lại Rheumatic. Vote. Trời ơi. Đâu có ai ghi nhận đâu. Cozy. Cá nhân mình thì mình rất là mong muốn có bạn ở trong team mình. Một người tài như bạn thì chắc chắn mình không thể nào bỏ qua được. Nhưng mà mình cũng hiểu là cái nội tâm rằng xé đấy, nếu mà công tâm mà nói thì nó sẽ phù hợp với anh Caric. Trả lời quá. Rap Việt xin phỏng vấn anh Thiện. Anh có hài lòng với những gì mình đang có cho đến thời điểm này chưa? Rheumatic hoàn toàn hài lòng với tất cả mọi thứ. Và câu hỏi cuối cùng là anh đã muốn sử dụng mũ vàng của mình trong giờ phút này chưa? Rheumatic đã từng thất bại vì cái nón này trước đây. Mình cứ nghĩ đi nghĩ lại và trách rất nhiều thứ. Nhưng mà đến ngày hôm nay, Rheumatic cảm ơn số phận. Bởi vì chiếc nón này nó giúp mình thay đổi cục diện của cuộc chơi. Anh nghĩ em cần cái cây của anh trong lúc này. Em cần một cái gì đó để chống đẩy. Căn giấy qua tính ơi. Cái cuộc giao dịch này có thương lượng không? Mình thương lượng với nhau đi. Ngoài Lưu Win ra em muốn gì? Em chỉ muốn là dùng cái này nhanh nhất có thể. Quý đỡ về. Đây. Đừng đau lòng quá. Có thể là người em đang chờ đó. Đạp luôn được không anh? Vâng thưa quý vị, và Lee Win đã về với đội của Rheumatic.